quên quán cái giọt rồi sao lấy nước. Phải đi cuối hồ này lấy nước mới được nè. Đâu, hôm nay quay lại hồ hồ câu Viên Nguyễn anh em ơi. Làm cái video, ông mới sắm cái oxy sụp cá chắc khỏe đó. Nè mẹ, hôm nay mình đi với lại anh Bóng. Anh Bóng chào khán giả các anh em, cái anh Bóng ơi. Anh Bóng ha, người câu lão làng ở khu vực Đức Linh cho mình ha, cũng có số má lắm đó. Rồi, giờ chọn mồi là lụm anh em ơi. Vô. Chọn mồi trước đây là mình ra căn phao anh em. Hôm nay mình đi sớm lắm. Hồ này ở gần nhà mình anh em ha. Hồ này là hồ câu cá vị trí Viên Nguyễn ở Bảo Xu Đức Linh Bình Thuận, anh em bấm map là ra nha. Hồi lúc trước mình có làm một cái video khui hồ ở đây 40 kg rồi. À, hôm nay mình quên lại đây. Em thì em đông cái mùa xả và mùa câu á, em đông nó thành thói quen rồi, em không có cần đông đếm anh em ơi. Còn những anh em nào mà mới tập á, anh em có thể là nhìn theo trong cái bao bì nha. Bao bì cám, bao bì chai hương liệu em hướng dẫn cho anh em hết rồi nha. Một nắp, hai nắp. Đối với một tí cắm xả anh em chỉ cho em hai nắp là đẹp nha. Một này. Hai, ok ha. Đơn giản. Không thể nào thiếu bông tuyết. Hôm nay mang ít bông tuyết, anh Bóng còn nhiều bông tuyết không? Bóng ơi, anh còn nhiều bông tuyết không vậy? Còn nhiều bông tuyết không? Dạ, chút nữa cho em ít. Bông tuyết nó sẽ giúp cho mù mình ở trạng thái tươi sớt hoài anh em ơi. Không có bị bóng cục. Rồi, đấy trên bao bì cá mấy em có hướng dẫn này, màu xả, màu câu. Có luôn cách căng phao câu đài cho anh em ha, bao bì mới. Một bịch này 1 kg. Hai hồ cho anh em câu. Rồi, chọn điểm này lên nữa. Ở trong TikTok á, chỉ có 280.000 thôi anh em ơi, cái combo cho anh em mua. Đấy, hoặc là anh em mua trên Zalo thì 300.000 miễn ship. Cái nào cũng được, tùy vào anh em có voucher bên TikTok thì anh em qua TikTok mua anh em ha. Đây, màu xả là mình không có nhào, mình chỉ tơi đây thôi nè. Ha. À. Tơi thôi. Đấy, ok ông đó, phải tơi vậy đó. Đánh ra. Ok ha, bây giờ mình cho bột tôm vô. Bột tôm á là khi anh em mua nó có một bịch, nhưng mà em thì em chân nguyên cái nghe hũ này anh em biết chi không, để nó giữ mùi nha. Đấy, tha hồ. Rồi xong, trộn này lên nữa lắm, đơn giản ha. Rồi bây giờ mình trộn mù câu, mình sẽ đánh mù V anh em nha. Không biết cá mắm ăn như thế nào, mình sẽ trộn mù V. Ví dụ như em nói mọi người nè, đánh không cần biết cái gì, cái cá chạm cứ vô trộn mù V cho em trước. Ví dụ như cá ăn nhiệt thì anh em trộn qua mù vuốt, từ V chuyển sang vuốt rất dễ nha. Nhưng mà từ mù vuốt á mà muốn qua mù V á là phải trộn mù mới anh em ơi. Rồi, bên nó bằng bên. Em trộn mù V nha anh em ha. Đây, em cho em ít nước à. Nè, rồi. Anh em lấy miếng màu xả lên bóng. Anh em hãy cho em màu câu, anh em cho em hai nắp hương liệu luôn đi. Cá này nó cũng mới á. Mới được vừa rồi, mới tăng rưỡi cá phi này mày. Xài tầm 1 kg đi lên. Đây, cho em hết luôn. Lại xong. Rồi, trộn điểm này lên. Cho em ít bông tiết. Nè. Rồi, lấy em ít cám tiền này lấy qua anh em nè. Rồi, cho em ít bột tôm. Hồ nào mà họ cho đánh đông lạnh thì mình cứ đánh anh em nè. Còn không thì mình cứ đánh vậy thôi anh em nè. Rồi, trộn điện này lên. Lấy cho em chai tàu rong. Chai tàu rong đây. Em trộn màu cho hai anh em đánh luôn nha. Rồi, vậy là xong anh em nè. Ít tàu rong thôi. Mồi càng nhào là nó càng dẻo. Em không đánh mồi dẻo đâu, em đánh cho nó tươi sớp vậy nè. Hai. Rồi, vậy là xong rồi đó. Rồi ra càng anh em ơi, em chỉ thích về nè, nó tươi vậy, nó bung dễ dễ. Rồi chào anh em luôn, xong, ra càng. Căng phao á, là anh em chỉ lưu ý cho anh em một cái này thôi nè, là hãy cho cái đường trục nó chìm hết dưới nước cho em, nha. Chứ mình không có căng phao, mình để cái đường dây trục nó nổi là mình căng không chính xác anh em ơi. Đấy, cắt gì là phải cắt từ từ, mình không có cắt vội nha anh em. Rồi. Cắt chì làm sao mà cái đường dây trục anh em nó chìm hết dưới nước và thẻo anh em nó không đụng đáy nha. Là ok, em đang đánh cây phao phi số 1 ha. Cây này nó ăn cũng có 1 gram chì, rất thích hợp cho đánh hồ dịch vụ anh em ha. Hồ dịch vụ cây số 1 này là đỉnh ha. Số 1, số 2 là quýnh sướng. Hôm nay thì em biết cá mắm sao, hồi sáng thì mới mưa anh em ha. Mà đánh rô phi mà trời mưa thì em nói mọi người rồi đó, bao món. Công việc cắt chì là phải cắt từ từ, không có được gấp ăn nha anh em nha. Mỗi lần mà em cắt phao á, em căng chì là em cắt tới mười mấy 20 lần cắt chì lần anh em ơi. Thì anh em phải cứ từ từ thôi, đừng có gấp. Cắt tiếp. Này anh em ơi, em xịt qua đàn tí em quýnh cho chính giữa lỗ luôn. Ok.
Cá nhiệt, cá nhiệt thì cứ kéo thành con chì xác này cho em nha. Còn cá bể cá khó thì mình cắt lên ha. Đấy, cắt từ từ thôi. Em câu em căng 4-5 nắc anh em ha, 4 nắc hay 5 nắc gì cũng được nha. Em không câu nhiều đâu. Đây như phao em bây giờ hiện tại nó đã nổi chưa được bách đào luôn này, cắt tiếp. Cắt thì nó nổi thôi. Đấy, cắt ở đây. Không có gấp, cứ từ từ thôi. Mình cứ làm cho nó xong hết đi. Rồi cái chuyện mà câu kéo rồi gì á, cứ từ từ. Mình mà đánh ok là cá nó về thôi. Không có sợ ai hết, cứ từ từ. Rồi nổ hai vạch. Hai vạch là bây giờ mình cắt một tí nữa thôi là nó lên 4 vạch là quýnh nha. Rồi vậy là hình như là ok rồi đó. Nước này nó tầm gần 1,5 m nè mẹ. Anh em cứ nhớ một quy tắc của anh em câu á, là hãy câu trong đầu cần nè. Nè anh em coi em câu nè. Đấy, dục ngay đây câu. Anh em hiểu không? Câu từ từ hãy đi ra, chứ không có phải là mình cứ ra 1, 2, 3 mình ra ngoài khơi. Mình ra ngoài khơi là mình thua. Cá nó câu riết, nó giật nào khơi, nó bể, nó càng bể, nó càng ra khơi là mình thua. Mình không kéo nó về lại được đâu nha. Đánh ngay đầu cần cho em. Đánh từ từ. Khi nào nó bể thì nó mới ra, thì mình cứ ra theo nó ha anh em ha. Còn đầu tiên á, mình quýnh đầu cần để mình bắt cái nhịp con cá rô phi cho nó chuẩn nhất anh em ha. Đấy, cứ từ từ cho em thôi, không có gấp. Mình sẽ chọn mùa V mà đánh, ví dụ như mà cá nó nhiệt á thì mình cho thêm nước và cho thêm tàu rong là mình vuốt rất dễ nha anh em nha. Không có không có vô mình chọn mùa ấy liền ha. Đấy, giật nhẹ mặt nước cho nó rơi, nó bung ra từ từ xuống nước anh em ha. Đây màu xả là nó phải từ xốp nè. Thấy không? Bóp dễ không? Đấy, xả là phải nhớ là xả trúng lỗ nha. Hồi sáng mới sáng nó mưa anh em à. Không biết bữa này sao. Hình xui lắm anh em. Mưa gió mà. Câu cũng hình xui. Có tín hiệu trên bấm. Hả? Chưa, ý là em hỏi anh ấy chứ. Cứ quýnh thẻo to đi anh bóng ơi. Có cá luôn. Cái gì bự anh em ơi. Tầm ký. Hay xinh quá. Đây anh em ơi, xinh ha. Ăn miệng luôn nè. Báo cá cho thịt idol nha luôn anh em ơi. Hello anh em nha. Hôm nay em lại cập bến hồ anh Vi Nguyễn. Mới xuống cầm mồi đầu đấy. Tiên dứt luôn em ơi. Con đầu tiên ha. Vô. Cá rô phi. Tiếp tục anh em ơi. Cứ từ từ mình xả nó vài cặp cái ra rồi mình câu anh em ơi. Lọc cái nước. Cái rưỡi thì nhỉ. Cái rưỡi. Cái bờ này nông quá nên cũng khó câu. Đấy, mình đánh V anh em ơi, một V một bung để nó chữ ổ anh em ơi. Một vuốt thì cứ từ từ, một vuốt thì nó sẽ nhanh hơn xíu anh em ơi. Đây câu đầu cần. Đưa cái vợt cho em anh Sơn ơi. Đưa cái vợt đây. Tiếp này anh. Tiếp con khỉ. Đưa cho Hùng. Trời ơi, thấy chưa?
Bóng ơi, lên đây ngồi nè. Lên đây ngồi Bóng ơi. Lên đây ngồi với em. Hai anh em mình. Anh Bóng ngồi ở đây nè. Ngồi ngồi sát em quýnh luôn. Tiếp con thứ hai cho. Đây nè mày. Hai cặp mồi làm hai con. Hôm nay là xong rồi đấy. Xác định an tâm tư tưởng với Thành luôn rồi. Chào anh em nha. Tạm này ra vậy hả? À. Quá trời. Không đánh này nè. Đánh đánh cách em mét thôi, đừng có đánh xa quá, hiểu không? Đánh gần thôi. Tam nhiều nhỉ. Thấy tiếp tục anh em ơi. Cá mới chịu đi ăn đúng không anh? Ừ. Đúng rồi. Hay á. Tiếp tục anh em ơi. À hôm nay hai anh em đánh lên đây luôn anh em ơi. Bóng bóng bóng. Ui giời ơi kìa. Tam kìa. Trời ơi, để xin luôn nhá. Để gì đi, để đi. Đây anh em ơi. Mình sẽ xả cho hai anh em mình đánh chung luôn nha. Anh Bóng với lại mình sẽ đánh chung một lỗ. Nè nè mẹ. À không có gấp ăn anh em nha. Mình cứ thấy cá mình cứ từ từ. Đánh cho em một con là anh em phải xả cho em, cứ từ từ đánh nha, không có gấp ăn. Đối với những con cá phi này mà mình mà không có một xả là nó sẽ bỏ ổ nha anh em nha. Cứ từ từ đánh cho em. Anh em coi em với lại anh Bóng quýnh nha. Mà đánh sao hẳn ra. Ừ. Nó sâu hơn, với lại ở dưới nó cứ quần ngầm, nước chảy ngầm dưới á. Rồi đang thèm. Má cái này nó mạnh ghê, nó trôi cục mù mình chạy chạy tè le luôn. Phi. Con này chắc tầm có 1,5 kg á. Tiếp con thứ ba cho Thịnh luôn nha anh em ơi. Cá lại xuống rộng rồi. Hello anh em nha. Hôm nay em với lại anh Bóng cặp bến hồ anh Sơn Viên Nguyễn chơi anh em ha. May mắn là cá nó cũng ăn được ít con. Xuống 5 phút làm 3 con rồi. Ít con. Mà may mắn thôi. Ừ. 5 phút là làm 6 con thì là nó ăn diệt. Bung 2 nữa đúng không? Quay lên. Anh bắt được, anh chạy ra trên điều hay á. Anh ra cần cứng chưa? Đấy. Ra cần cứng chưa? Được. Lấy cần 6 em đánh chưa? Nè em coi năng miệng mà khỏe ghê. Nó có bình oxy á. Dòng cá em liều nó qua đây em đâu ấy đâu. Lại lên cá tiếp nhanh em ơi. Hôm nay thịt bụi mù góc này rồi. Hello anh em nha. Miệng này anh em thấy không? Cá mới không anh em ạ? Để em xả cho nó ít cặp trên bóng quýt nha. Anh xả rồi, cứ câu đi, vừa câu vừa xả đi, khỏi cái xả không nó vừa câu vừa xả. Sao em? Anh em xả ổ này nhìn vào chứ nhiều lắm, vừa câu vừa xả. Ờ, đang hồ má Thịnh nó đang bão cá ngoài này. mày nuôi kệ mày. Đánh bóng. Cái gì? Làm sao? Hả? Mày đi với điện cho thầy nhé. Có biết câu đâu mà. Vậy nhá. Hả? Ồ, hai cây à, tịch bỏ báo. Đi. Tiếp tục nè. Cách em nghe nửa mét thôi, đừng có câu xa, hiểu không? Đừng câu xa. Cứ đánh chắc nhịp vô, đừng có cho nó bông rồi được. Ngoài đó nó sâu hẳn ra. Nó sâu hơn, với lại ở dưới nó cứ quần ngầm, nước chảy ngầm dưới á. Má cái này nó mạnh ghê, nó trôi cục mù mình chạy chạy tè le luôn.
con này chắc tầm có 1,5 kg á. Em còn anh còn lưỡi khác không? Phì khỏe ghê. Xuống đường nhỏ là nó ăn anh em ơi. Con không xấu nè. Cá nó ăn được dắt đầu rồi anh em ơi. Dắt sau nó ăn thì khó. Tầm ký mấy con vậy đấy. Tiếp tục anh em ơi. Tiếp tục xả nó cặp thế mày, cứ từ từ quấn. Đè đó. Thấy đè không? Đánh là bể. Con đô phi nó ăn là nó có nhịp dứt khoát, chứ mình đánh vậy là bấy ngày hết. Không có đánh. Nhịp đấy thằng nào đánh là bao sóc, tin không? Thấy nó xuống không? Thấy nó xuống biển không? Em thấy một nắc mà nó xuống dứt khoát là em đánh. Còn mà nó xuống từ 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 như cái nhịp mà nãy mất cây luôn á, là em bỏ, em đánh lại dính sóc. Em thấy 12 giờ không? Vậy nó chạy đâu? Thấy không? Này, em coi nè. Cho. Dùng cho manh ấy. Phi khỏe ghê. Bóng cũng đang lên cá rồi nè mày. Ui phi. Phi khỏe ghê. Bóng cũng đang lên cá rồi nè mày. Ui phi bóng ăn to. Gạt gì không cấu. Hôm nay thông báo cơm em là Thịnh với lại anh Bỗng đang bão hồ nha. Đẹp không?
ơi. Cá thôi như hai hai. Đổi nha. Hai rồi. Ui, con niệm sinh á. Chơi em con này. Lấy đi, thằng này. Ây da, sao mày đập đầu tao? Kỳ sinh ghê. Bỏ hết tay hai con này, hôm nay chạy nách rồi. Tiếp tục anh em. Về à em? Ok. Hay à, ừ có gì nói anh bóng nè. Đi xin anh em ơi. Miệng luôn anh em thấy không? Có cái con của anh bóng là to nhất anh bóng à. Mấy con này chắc là hơn ký một tí thôi. Ký mốt. Ây, vô. Chưa nắng hơi chậm anh em ơi. Chạy khỏe ghê. Giật lên nó mới chạy. Hay á. Sao anh kéo cá? Rồi kéo cá về luôn anh em à. Đi đấy anh em coi cái đồng cá mình nhìn bóng quýnh phi bà có mấy con bóng đánh được con chắc hơn ký rưỡi á, hơi bị to. Còn mấy con kia trung bình chắc ký 3 ký 4 là trung bình anh em. Ê, vô kéo cá lẹ đi ông nội. Bảo cá cho anh bóng nha anh em ơi. Đồ kéo cái này. Đây cho anh em coi cá nè nè. Anh bóng qua đây nè anh bóng. Đây, hai anh em. Lết co luôn anh em ơi. Trời ơi, đấy. Ngày mình với anh bóng quýnh anh em thấy không? Phi đã có mấy con bự ghê anh bóng. Ây da. Anh bóng thịt bó cá đi ơi. Má đã ghê anh. Ơi là cá, mấy con chú ơi là cá. Cá quá cá rồi. Đây này mày, rô phi này nó sai đều lắm. Có mấy con là trội là 1,5 kg này mày. Này, quá trời cá. Cá. Anh em thấy đã không? Rồi căng cá luôn anh em ơi. Căng cá rồi về. Rồi, buổi chiều đánh vậy là quá ok rồi anh em ơi. Ngày hôm nay đánh vậy là hai anh em đánh vậy là thành công. Anh em ơi. À, giấc sáng ăn nhiều hơn. Ban ngày nó ăn hơi chậm. À, buổi trưa ăn hơi chậm. Rồi, căng cá lên rồi về luôn anh em ơi. À, cái rộng này đựng cá đẹp không? Đã không? Cá nó không chết luôn. To quá mà. Bây giờ thì 40 mấy 40.